Giấc này chuyến mưa có 30 lâm râm nữa rồi nè. Rồi thì hiện tại mình đang đứng ở ngay cái trại chỗ bơm máy, máy người ta mới đặt máy bơm cam này, cam tứ cam. Bây giờ đa số mình thấy thì người ta làm bằng meca không các bạn ơi. Đó. Rồi mưa luôn rồi các bạn. Thì sẵn đây mình quay cho các bạn cùng coi nữa nha. Đó, bằng composite mica thì kêu bình thường, kêu bằng mica các bạn ơi, UV thì kêu bằng mica. Rồi để mình quay cái ghe này cho các bạn tứ cam các bạn coi nha. Thì cái ghe này mình thấy là cái này là một cái máy dầu các bạn ơi, mà có đề luôn nha. Nè, có xài bộ đề. Đây là cái kẹp bình, kẹp bình. Đó. À, kẹp bình con này là gì không biết luôn, này chắc kẹp vô xong rồi bấm vô là đề các bạn, nó kẹp hai cọc âm dương này là bấm đề. Rồi cái này chia làm hai ngăn, chia làm hai ngăn các bạn ơi. Đó, một ngăn trên này chắc mình nghĩ là để pha phân thuốc nữa các bạn, còn ngăn dưới đặt máy nè. Ngăn dưới đặt máy thì ở đây có đặt một cái đồ bơm lên là để tưới nè các bạn, ra hai 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 bên để tưới nè. Đó. Còn phía sau thì cái đồ hút lên là người ta có bó một cái lưới để tránh mà rác các bạn. Đó, còn bên hông này thì có đưa một cái cổng ra để đưa nước lên, có thể dụ pha phân hay gì đó, đưa nước lên nè. Còn cái này là cái cổng hút hút phân thuốc từ ở trên bồn trên đưa xuống nè. Đó, cái này là đưa ra để xịt, có thể nối cái ống thun khác các bạn, nối thêm vô rồi nhỉ. Rồi thì mình quay cho các bạn tham khảo thôi ha. Còn ở trên đây người ta hàn ấy lỗ rồi, chắc có thể lắp thêm một số thiết bị giống như bát, nén các bạn, nén để xịt thuốc hay gì đó. Cái máy này hiện đại hơn là có đề nha các bạn, có đề tiện khỏi mình khỏi cần quay nó mệt. Đó. Thì các bạn nào coi tham khảo học hỏi để mình có thể đặt cái máy giống vậy các bạn. Thì để quay cho các bạn cùng làm theo. Đó, cho các bạn cùng tham khảo ha. Còn anh em nào có làm được hay ấy gì đó thì mình cứ có mình đoàn đi quay cho các bạn cùng coi thôi. Nói các bạn anh chị nào thấy thích kênh thì hãy ủng hộ cho đoàn nha, đăng ký kênh ủng hộ đoàn ha. Đó. Rồi rồi ấy đi, rồi đấy đoàn đi về dài nữa rồi có cái máy nào nữa là đoàn sẽ quay tiếp cho các bạn cùng coi nha. Này mới lên không rồi, rồi chào các bạn ha.